Đồng chí phục vụ chúng ta ngoài. Đâu, đồng chí phục vụ lên đây đâu. Đồng chí phục vụ làm thế nào? Bắt đầu nhá, các bạn luôn. 1, 2, 3, bắt đầu. Đồng chí Dương Tử Thanh, bí thư chi bộ trưởng bản Tây Hồ thưởng nóng cho Thanh 100.000 đồng một con vịt. Xin chào. Đồng chí Tâm và đồng chí Kim bỏ tay ra. Thời gian còn khoảng 1 phút nữa hết rồi. Còn 1 phút nữa thôi. Bỏ đi.
đây. Còn một phút nữa đây, một phút nữa đây là thời gian chúng ta sẽ hết. Các thí sinh cố lên, cố lên ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.
để rút tay thật tay nhé. Chúng ta sẽ tổ chức đồng thời hai trò chơi luôn, đi cầu khỉ với là trèo cột mỡ thì phần thưởng thì mỗi người một đợt thôi, không được chơi nhiều đợt tốt các bà con nhé. Phần thưởng lá treo sáng ở trên kia mình tự chọn, chỉ chọn một phần thưởng thôi, không được vơ hết đấy nha. Chúng ta lưu ý như vậy, bà con nên lưu ý là mỗi lần đi được hoặc là trèo đi cầu khỉ là thì... là chỉ được đến một phần thưởng thôi. Phần thưởng nhưng mà phần hai phần thưởng là sẽ trả lại ban tổ chức một phần thưởng ạ. Phần thưởng thì chúng tôi đã treo, chúng ta chỉ được lấy một phần thưởng thôi ạ. Phần thưởng đã treo ở đây ạ. Còn các nhà hảo tâm sẽ treo thưởng bao nhiêu thì tùy ạ, tùy và đăng ký để ban tổ chức chúng tôi ạ. Khai ẩn ma lại lại nữa, giản ma lại nữa. Báo cho các đồng chí nhóm trưởng để lấy quân số của mình xong về thi trước đã, xong rồi cái phần thứ hai thì để cho du khách về tham quan mà đi. Thì cái này thì cũng kính mời phòng nhân dân lấy quân của mình sang để đi thi nhá. Thứ nhất là cho con mứa, thứ hai là đi cầu khỉ, thứ ba đi cà kheo. Còn ba môn đấy là các nhóm trưởng tiến quân cho nhá. Rồi, theo thông tin của ban tổ chức là bất kỳ bà con nào tham gia trò chơi này cũng được ạ, chứ không phải là đăng ký trước mới được tham gia. Tức là bà con có mặt trong buổi ngày hôm nay, bà con nào thậm chí muốn chơi thì lên ban tổ chức để đăng ký rồi tham gia trò chơi ạ. Bên kia hấp dẫn hơn. Vâng, ban tổ chức xin công bố trong khi chờ đợi tất cả các xóm thì chương trình bây giờ là sẽ ưu tiên cho tất cả các thí sinh trước. Xin mời các thí sinh tham gia. Khi nào các nhóm đến đủ thì hãy thông báo. Mẹ thưởng bé quá. Vâng, ban tổ chức thông báo lại một lần nữa. Hiện tại trong buổi chiều ngày hôm nay còn ba chương trình để thi. Thứ nhất
đi cầu khỉ, thứ hai trèo cột mỡ, thứ ba đi cá kheo. Tất cả chương trình này là tất cả các xóm sẽ được tham gia và giao lưu. Nhưng mà yêu cầu và thông báo đến tất cả các trưởng nhóm liên gia tự quản hãy thông báo đến các thành viên đăng ký tham gia của mình đến đúng giờ để thi đấu. Bây giờ anh ơi, chơi bây giờ ạ. Bên cầu kỳ thì vẫn tiếp tục cầu kỳ, còn bên cột mỡ vẫn khá tiếp tục bên cột mỡ. Hiện tại trong khi chờ đợi tất cả các xóm, bây giờ là chương trình cho ban giám khảo và cho tất cả các cổ động viên bắt sầm bảy của ta. Bây giờ trọng kính mời toàn thể bà con chúng ta hãy tránh xa khu vui chơi của chúng ta cách khoảng chừng 2 mét ạ. Xin được trọng kính mời toàn thể bà con chúng ta tránh xa khu chúng ta để thi ạ, cách khoảng chừng 2 mét ạ. Yêu cầu tổ trọng tài lên làm việc ạ. Áo nưng. Nếu mà nhân dân nào mà treo quần mỡ thì sao đi quần mỡ. Còn quá. Bà con nhân dân nào mà đi cầu khỉ thì chuyển sang đi cầu khỉ ạ. Mỗi người chỉ được thực hiện một lần ạ. Đi cầu khỉ yêu dành cho ban giám khảo đã có một cháu nhỏ có giải rồi nhá. Đó, quần mỡ. Đồng chí nào xung phong đến trước nào. Tiếp tục từng người một không chen lớn nhau, mỗi người chỉ được đi một lần. Không, bây giờ sẽ không thử nữa. Cậu quần mỡ không thử nữa. Bây giờ là do bà con nào muốn chen quần mỡ đầu tiên nào, bạn may mắn giơ tay nào. Vâng, anh rất là đẹp trai. Tiếp theo là chị Kim ơi, anh là 1 2 3 bắt đầu. Đi cầu khỉ. Phần thưởng là chỉ đến một phần thưởng thôi anh nhá. Xin chúc mừng. Xin hãy chọn một phần thưởng dành cho anh. Anh ấy giật phần thưởng. Nếu mà tôi chơi lại không có phần thưởng nữa. Người đầu tiên đang cầm mới là không lấy được phần thưởng. Bên này vẫn tiếp tục ạ. Từ từ bà con, bây giờ là sẽ chỉnh lại cột mỡ. Bởi vì cột mỡ nó còn nhiều hơn ngoài đó. Chưa. Từ từ. Lại chỉnh lại cột mỡ. Còn bên cầu khỉ cứ tiếp tục thôi ạ. Anh làm được. Quà đâu hết rồi nhỉ? Treo quà vào chứ. Vương yêu cầu ban tổ chức treo thêm quà bên cầu khỉ ạ. Quà đâu đang rồi? Ở trên loa. Anh rất là cố gắng. Nhưng mà chúc bạn may mắn lần sau ạ. Bên này tránh xa ra một tí ạ. Tránh xa ở đây không? Phương ơi, vô ý thôi. Không phải đổ là không lên được không? Chỉ thấy cái gì vôi thôi. Đổ thêm mấy. Vâng,
xin hỏi lại là tất cả thí sinh của các xóm lên ra tự quản tại bản Hé Mon đã đến đủ chưa ạ? Để tham gia chương trình trò chơi tiếp theo. Rồi, xuống ạ. Yêu cầu tổ lúc tại bên kia bỏ tay ra. Yêu cầu bà con nhân dân tránh xa khu vực thi khoảng chừng 2 mét ạ. Cố gắng lên. Nếu mà bà con nhân dân nào đăng ký thì là tham gia khu vực hoặc là khu vực ở điểm đích nhận để tham gia lùi sang ra 1 mét, cách xa điểm đích là 1 mét ạ. Vâng. Xin lỗi. Bên này lùi ra. Vâng, mới tiếp tục nào. Là ai đăng ký nào? Chú nào nào, hãy lùi xa ra điểm đích. 2, 3, bắt đầu. Chào cậu. Chào cậu. Cố lên. Thế nào nào. Sắp được rồi. Cố lên. Cố lên nào. Sắp được rồi. Cố lên nào. Ôi trời ơi. Lại lượt chỉ thứ 2 bị vượt khỏi. 2, 3, bắt đầu. Áo xong xong. Từ từ, tiếp tục nào, tiếp tục. Chú à, nào, từ từ, từng người một, từng người một, anh góp phần. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Lên nào. Lên. Cố lên nào. Mỗi người chỉ được phép đi một lần nha. Mọi người cứ tưởng cột mỡ chúng tôi không trơn, nhưng mà cột mỡ tôi quá trơn luôn. Cố lên. Nếu mà anh nhận dân được phần thưởng của chương trình, anh sẽ là người đầu tiên dân được phần thưởng của chương trình cột mỡ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Cố lên anh nào. Cố lên. Vâng, anh là người đầu tiên giật được phần thưởng cột mỡ của chúng tôi ngày hôm nay. Từ từ, anh là đăng ký. Đợt tiếp theo nào. Vâng, tiếp theo. Mỗi người chỉ được một lần duy nhất thôi ạ. Một lần duy nhất ạ. Vâng, 1, 2, 3, lên nào. Lên nào. Thì trên mà bàn tay của anh rất khéo léo như con khỉ trong truyền thuyết đó ạ. Cố lên. Anh sẽ chôn cả con mới của tôi. Mỡ chảy hết rồi ơi. Nghe cô tổ ra tay tí thôi con mỡ. Lại một người đã tụt xuống rồi. Vâng, từ từ. Ai đến chưa nào? Vâng, bên cầu khỉ cũng rất là một nhiệt tình. 2, 3, xin mời kính mời các chị em phụ nữ cố làm ra. Vâng, lại một người nữa tôi sống rồi. Và thần cái cột mỡ của chúng tôi ngày hôm nay rất là trơn ạ. Nhìn rất đơn giản nhưng mà có khả năng là nó quá trơn rồi. Em lên, anh lên. Giới ưu tiên toàn thể bà con nhân dân trong bản Mé Bon cũng như toàn thể bà con nhân dân đến vui chơi ngày hội xem bản của bản Mé Bon ngày hôm nay ạ. Mỗi người một lượt. Từ, anh ơi để sau, bởi vì anh ơi lên trước rồi. Vâng, 1, 2, 3, lên nào. Cố lên, cố lên. Ôi trời, dũng con khỉ, cảm ơn em rồi. Ôi, khỉ cho huy rồi. Đúng là khỉ cho huy rồi, mọi người. Nhưng không biết anh có
trẻ đánh con co của chương trình không? Cố lên nào! Cố lên nào! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Còn một tí nữa thôi! Cố anh ơi! Cố lên! Tên anh tỏ xuống anh dẫn lên mẹ mặt cố lên ơi! Đúng là người thứ hai giật được phần quà của chương trình. Đây là quà đây rồi, có đây rồi. Anh ơi, bình tĩnh, bởi vì ban tổ chức đã nói trước rồi. Từ mọi người bình tĩnh một lần nữa. Ban tổ chức đã nói trước rồi, phần quà là treo ở trên kia rồi. Có. Trên kia có phần quà rồi. Ai mà trèo lên được trên kia sắp lên phần quà, nào là phần quà đấy của chính người đấy. Vâng, người tiếp theo. Chuẩn bị nào, 1, 2, 3, trèo. Cố lên anh ơi, cố lên nào. Mọi người, từ, yêu cầu bà con nhân dân có sức bình tĩnh. Cái này là trò chơi, chứ không phải là hơn thua, hoặc là kiếm tiền cái này cái kia đâu anh ạ. Cái này là trò chơi mọi người, hết sức hiểu không? Chị này là trò chơi để vui thôi. Từ. Yêu cầu các quý vị là tránh xa cái cột mới là 2 mét. Yêu cầu bà con nhân dân chúng ta tránh xa ra. Lại một người nữa vào tụt xuống rồi, không được rồi. Lần lượt tiếp theo, yêu cầu những bà con nào chưa tham gia ấy, chúng ta tránh xa quần mẫu của chúng tôi. Anh có được rằng là người thứ ba giật được phần thưởng của chương trình hay không ạ? Dạ vâng, một lần nữa ban tổ chức đợt này là vô lại. Xin kính mời tổ trật tự an ninh đảm bảo chương trình hãy quay về với chương trình trò chơi của bạn để đảm bảo trật tự an ninh ạ. Xin kính mời ban tổ chức đã thống nhất nhá. Bà con nhân dân ơi, ban tổ chức đã thống nhất rồi. Từ. Ban tổ chức đã thống nhất rồi. Sau đợt này sẽ bôi lại mỡ cho cái cột này của ban tổ chức. Từ. Đến lượt anh trai ra trước. Từ. Đến lượt anh trai trước. Bà con nhân dân cứ lùi lại tí, sẽ đến lượt. Nhưng mà sau cái lượt của anh này, anh trai này, chúng ta sẽ bôi lại cột mỡ. Vâng. Chuẩn bị chơi. 1, 2, 3, lên nào. Vâng, ok. Lên nào. Cố lên nào. Cố lên nào, còn tí nữa thôi. Cố lên mọi người ơi, cổ vũ đi nào. Hoan hô đi. Cố lên. Ở trên đấy của chương trình là rất nhiều phần thưởng có giá trị. Xin mời mọi người hãy quay trở lại với cột mỡ của chúng tôi nào. Cố lên. Cố lên nào. Còn một tí nữa thôi. Cố lên. Có khả năng anh lại tụt xuống rồi. Cố lên. Cố lên một tí nữa thôi. Cố lên nào. Hãy cố lên nào. 1, 2, cố lên. Cố lên. Bà con ơi, vỗ tay đi nào. Cố lên. Anh trai của chúng tôi chạm đến không thử nữa. Bây giờ không thử ạ. Quỳ bắn phải chạm đất chứ. Quỳ bắn ấy. Đưa số 1 được chưa?
là tập huấn toàn bộ mũi tên. Báo lại trao đội. Điểm số 1 cho 2 khi tôi bắn thông qua để mở chốt không được xem nó. Còn một mũi tên duy nhất. Mũi tên này không biết đi tìm bia hay được tìm hiểu. Mười, tám, năm.